Kính chào quý vị, đây là bản tin tài chính với cuộc sống của Thời báo Tài chính Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dấu ấn quan trọng trong tiến trình hướng tới Việt Nam số. Cương quyết có chế tài xử lý đến nơi đến chốn nếu không giải ngân hết vốn. Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Thưa quý vị và các bạn, khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là một loạt những sự kiện quan trọng diễn ra vào ngày 19 tháng 8, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam hướng tới một Việt Nam số. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp các thông tin số liệu được cập nhật, thu thập từ các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương, được phân tích và hiển thị trực quan trên các màn hình tại trung tâm dưới các dạng biểu đồ, đồ thị. Từ đó hỗ trợ đắc lực cho quá trình ban hành quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng và lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ước tính chi phí tiết kiệm khi vận hành hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là khoảng 460 tỷ đồng một năm. Liên quan đến thông tin về tài chính ngân sách, Bộ Tài chính cho biết hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và đã cung cấp 5 chế độ báo cáo về các lĩnh vực ngân sách nhà nước, tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công, hải quan lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đến hết tháng 8 năm 2020, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và hết năm 2020, phấn đấu thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo, đảm bảo các yêu cầu điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các thủ tục đầu tư để xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính. Cùng ngày, dịch vụ công trực tuyến thứ 998, 999 và 1.000 cũng chính thức được tích hợp vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sau 9 tháng cổng chính thức hoạt động. Trong đó, dịch vụ thứ 1.000 là kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3. Với dịch vụ này, người dân có thể ngồi tại nhà để khai, nộp lệ phí trước bạ, đồng thời chỉ cần đến cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. Cũng theo Bộ Tài chính, đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp trực tuyến. Đây là một cuộc cách mạng số trong ngành tài chính. Dù có chuyển biến tích cực, nhưng Thủ tướng yêu cầu phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương. Nếu không làm, thì cương quyết có chế tài xử lý đến nơi đến chốn. Không thể nói mà không làm, không thể có tiền mà không tiêu được do sự chủ quan hay việc tổ chức thực hiện kém. Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tổ chức ngày 21 tháng 8. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiến bộ trong công tác giải ngân so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chậm trễ. Nhấn mạnh tinh thần hội nghị là rất thẳng thắn, chân tình chứ không phải xuê xoa, dễ dãi, Thủ tướng yêu cầu tinh thần là phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương mà nếu không làm việc đó thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý vấn đề đến nơi đến chốn. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 là hơn 630.239 tỷ đồng. Con số này có thể tăng do một số địa phương đang có điều chỉnh tăng thêm nguồn vốn. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tổng số vốn ngân sách các bộ, ngành và địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.491 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch. Hiện nay, có 9 bộ, ngành và 9 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại 6.338 tỷ đồng kế hoạch vốn để điều chỉnh cho các đơn vị khác. Đồng thời, có 7 bộ, ngành và 31 địa phương đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 với tổng số vốn là 13.509 tỷ đồng. Về tình hình thực hiện giải ngân, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, mức giải ngân trong 7 tháng đầu năm là 223.807 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch giao. Ước tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, mức giải ngân sẽ đạt hơn 261.437 tỷ đồng, bằng 41,48% kế hoạch. So với cùng kỳ năm ngoái, các con số này đều tích cực hơn. Tuy vậy, vẫn còn 31 bộ, ngành và 13 địa phương có tỷ lệ này dưới 35% và thậm chí 11 bộ, ngành giải ngân dưới 10%. Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng đánh giá các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, chuyển biến so với năm 2019 và đặc biệt là so với những tháng đầu năm 2020.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm thì mới có thể giải ngân được 100% số vốn, như việc giao kế hoạch vốn còn bất cập, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm, nhiều nơi cán bộ, công chức, chủ đầu tư, nhà thầu còn thiếu trách nhiệm. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá ngành hải quan đã nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính, phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. Bằng nhiều giải pháp cải cách hiện đại hóa, ngành hải quan đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian, công sức cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hải quan, tạo thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa. Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2019 được giao, đóng góp quan trọng vào nguồn thu của ngân sách trung ương, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, Hải quan Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài chính và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Hải quan Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài chính và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia. Hải quan Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm thực thi chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa, phương tiện, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời đảm bảo môi trường lành mạnh cho các hoạt động kinh tế trong nước cũng như thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Với xu thế hội nhập và mở cửa của đất nước ta hiện nay, Hải quan Việt Nam đã có những bước đi mạnh dạn, chủ động trong tiến trình hội nhập. Đây là một đòi hỏi tất yếu nhằm từng bước đưa hoạt động hải quan phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đặc biệt, trong 5 năm qua, cùng với thắng lợi chung của ngành tài chính, Tổng cục Hải quan đã thi đua lập nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết, nhất trí, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng ngành tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua và khen thưởng, nâng cao chất lượng khen thưởng. Công tác khen thưởng phải bám sát kết quả triển khai các phong trào thi đua, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, có chính sách động viên quan tâm khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân lập được nhiều thành tích chiến công đột xuất và xuất sắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, những mô hình mới, nhân tố mới, những tập thể cá nhân có nhiều sáng kiến giải pháp trong xây dựng cơ quan và đơn vị. Trong không khí cả nước và toàn ngành tài chính thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, tôi đề nghị Tổng cục Hải quan với vai trò là người gác cổng nền kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết nhất trí, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cam kết, ngành hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, phấn đấu đưa hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 8, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ 5 bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu tại Tổng cục Thuế với 63 cục thuế tỉnh, thành phố. Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã yêu cầu phải xây dựng ngành thuế ngày càng hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Các phong trào thi đua đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp quan tâm gắn kết giữa phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
trong 5 năm gần đây, Tổng cục Thuế đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận những công lao và thành tích đóng góp trong các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, với hơn 3.900 lượt tập thể, hơn 13.900 cá nhân là các mô hình, điển hình tiên tiến được khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thuế đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với phong trào thi đua của cả nước, Tổng cục Thuế đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với từng mục tiêu cụ thể trong công tác quản lý thuế. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thi đua tại hội nghị điển hình tiên tiến này, Thứ trưởng mong rằng ngành thuế cả nước thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình trước Đảng và nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành. Điều này cũng đồng nghĩa với quyết tâm phải khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế để xây dựng tổ chức ngành thuế ngày càng lớn mạnh, công tác quản lý thuế ngày càng hiện đại, đưa ngành thuế ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Với tinh thần đó, ngành thuế cần tiếp tục phát huy truyền thống đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phục vụ tận tình người dân và doanh nghiệp như lời dạy của Bác Hồ kính yêu là thu thuế phải thu được lòng dân. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 8, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ 5 dưới hình thức trực tuyến. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn lưu ý cán bộ công chức, người lao động trong hệ thống Kho bạc Nhà nước cần nhìn xa nghĩ lớn, hành động quyết liệt và phải thực hiện từ những việc nhỏ nhất để đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới. Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tổ chức sâu rộng, liên tục đổi mới các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong đó, phải kể đến nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ hạch toán kế toán các khoản thu chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, cải cách toàn diện công tác quản lý ngân quỹ và huy động vốn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chúc mừng hệ thống Kho bạc Nhà nước vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất và các đại biểu điển hình tiên tiến, những công chức viên chức xuất sắc của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh, với những nét văn hóa kho bạc đặc trưng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đặc biệt lưu ý cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Kho bạc Nhà nước cần nhìn xa nghĩ lớn, hành động quyết liệt và phải thực hiện từ những việc nhỏ nhất để đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến lần thứ 5. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị ngành dự trữ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng tổ chức nhiều hơn nữa chuyên đề thi đua, gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ cụ thể của ngành. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó có những phong trào thi đua mang tính truyền thống của ngành đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong các năm, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy, góp phần tích cực giúp ngành dự trữ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với việc đổi mới đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn quan tâm tới công tác khen thưởng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với công tác khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của ngành dự trữ nhà nước. Trong giai đoạn 2021-2025, cán bộ, công chức ngành dự trữ cần tích cực, chủ động nghiên cứu, triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng đề nghị ngành dự trữ nhà nước tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào thi đua theo chuyên đề, mỗi phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ cụ thể của ngành. Trong công tác thi đua, cần chú trọng hơn nữa công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng được các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến và kịp thời động viên khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng để tạo sức lan tỏa, lôi cuốn, thúc đẩy phong trào. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến năm 2020. Tại hội nghị, ngành chứng khoán đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển trở thành kênh dẫn vốn chủ yếu của nền kinh tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thiện khung khổ pháp lý và cấu trúc thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng, kịp thời phổ biến, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác bình xét khen thưởng thường xuyên và đột xuất. Đồng thời, công tác phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên. Nhờ đó, trong 5 năm qua, toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt công tác huy động vốn qua thị trường chứng khoán đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, ngày càng trở thành kênh huy động quan trọng cho nền kinh tế. Để đạt được kết quả cao nhất, trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Chứng khoán đặt ra mục tiêu hàng đầu trong công tác thi đua yêu nước là sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển trở thành kênh dẫn vốn chủ yếu của nền kinh tế, hoàn thiện khung khổ pháp lý và cấu trúc thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Các tập thể cá nhân ngành chứng khoán cam kết luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các đơn vị cá nhân ngành chứng khoán cần học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua là yêu nước là thi đua. Tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành chứng khoán phải cùng nhìn về một hướng, cùng đóng góp vào thành công chung của toàn ngành tài chính. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đơn vị trong hệ thống yêu cầu rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai cũng như dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Văn bản của Bộ Tài chính cho biết hiện nay đã bước vào mùa mưa bão chính vụ. Theo dự báo, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Mưa lớn diễn ra ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị hệ thống thuộc Bộ và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo dõi thường xuyên tình hình để hướng dẫn kịp thời cho cán bộ, công chức chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Đối với các đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã đang có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh COVID-19, song song với triển khai ứng phó với dịch bệnh, cần chỉ đạo để có phương án ứng phó với thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn về người và tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị. Doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020. Đây là một nội dung quan trọng được quy định tại dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Thực hiện nghị quyết số 84 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đại diện Tổng cục Thuế, việc gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 sẽ tác động làm giảm thu ngân sách của các tháng trong kỳ được gia hạn. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp thuế chậm nhất trước ngày 20 tháng 12 năm 2020. Khác hẳn diễn biến rằng co đi ngang ở những phiên trước, giao dịch phiên cuối tuần diễn ra đầy bất ngờ khi cả chỉ số lẫn thanh khoản trên cả hai sàn đều diễn biến khá tích cực. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể đem lại rủi ro bất kỳ lúc nào, diễn biến này được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tạo được tâm lý tích cực cho thị trường tuần kế tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN Index và HNX Index lần lượt chốt tại 854,78 điểm và 122,64 điểm. Tính chung cả tuần, hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên, với VN Index tăng nhẹ 4,04 điểm, tương đương tăng 0,47%, trong khi HNX Index tăng 6,41 điểm, tương đương tăng 5,51%. Thanh khoản tiếp tục được giữ ở mức cao khi HOSE tăng thêm 2,5% so với tuần kế trước, đạt 22.977,5 tỷ đồng, và HNX cũng tăng 9,5%, đạt 2.748,7 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại cũng đã mua dòng trở lại trên HOSE với giá trị khoảng 785,6 tỷ đồng, tuy nhiên lại gia tăng lực bán trên HNX với mức bán dòng hơn 76 tỷ đồng.
thị trường chứng khoán tuần qua nhìn chung có diễn biến giằng co khi các chỉ số chính không biến động nhiều, kể cả trong phiên hợp đồng tương lai tháng 8 đáo hạn. Diễn biến đáng lưu tâm nhất là diễn biến rất tích cực của phiên cuối tuần đang tạo ra kỳ vọng khởi đầu cho một nhịp tăng mới. Thông tin kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát tích cực và việc các ngân hàng được lùi thời hạn áp dụng quy định hạ tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn được cho là động lực chính giúp thị trường tăng điểm. Thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng sẽ tích cực hơn, thậm chí có thể khởi đầu của một đợt tăng giá sắp tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm tín hiệu, đặc biệt là thanh khoản đi kèm các phiên tăng điểm để xác lập xu thế tăng điểm. Riêng trong tuần mới, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý đợt tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại có thể làm thị trường biến động mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính với cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.